Con thích cây mầm này hả? Ba ơi, nó dễ thương quá à. Vậy ba tặng con gái nha. Con hãy chăm sóc nó để trở thành một cây xanh tốt nhé. Nhớ lời ba dặn nha con. Không, ba ơi, ba đừng đi. Chỉ là mơ thôi hả? Ba ơi, giờ ba đang đâu vậy ba? Hello, chớp chớp. Ủa, Su Lì, bạn ngồi đi. Ok. Có chuyện gì không? Mình nghe nói là nông trại cool vui vẻ của bạn đẹp với vui lắm đúng không? Không biết có đẹp hay không nữa mà ai tới cũng thích, ai tới cũng mê đó. Su Lì, hay là bạn tới nhà tôi chơi đi. Đúng rồi, bạn nhớ bé tắm thuốc bữa đến trường mình không? Cái con bé mà giúp xử lý cái vụ máy đảo ngược á hả? Đúng rồi, em tôi mỗi lần tôi đi học về toàn hỏi tôi về bạn không à, thích bạn lắm luôn á. Còn ba mẹ của tôi á, mỗi lần đến giờ ăn cơm rồi tôi kể về bạn nè, xong rồi ba mẹ của tôi kêu là ước gì bây giờ mời được Su Lì đến nhà chơi á. Su Lì, cuối tuần này bạn đến nhà của tôi chơi nha. Ở bao nhiêu ngày cũng được hết luôn á. Cũng được nha. Ok. Ê chớp chớp, ở đây không khí trong lành quá ha. Mình thích ghê luôn á. Mình còn nghe được mùi hương trong gió nè, mùi cỏ non nè, mùi hoa mới nở, tiếng ve kêu, rồi mùi trái cây rất là thơm luôn, thích quá à. Sắp tới nhà của mình rồi đó. Papa, mama và tấm thuốc mà biết bạn đến là họ sẽ vui lắm luôn á. Ê, hình như nãy có cái gì bay ngang đầu mình đúng không? Chào các con. Con chào mẹ. À mẹ ơi, đây là bạn Su Lì, là cái bạn mà hôm bữa mới vô lớp con mà con kể cho mẹ nghe á. Dạ thưa cô. Con gái thiệt là xinh xắn, dễ thương nữa, y hệt như cô tưởng tượng vậy. Dạ. Ủa, mà mẹ đi đâu vậy? À, mẹ tính đi mua ít đồ ăn để đãi cho tụi con nè. Nhưng mà đang trên đường đi á thì gặp tụi con, cho nên mới quay đầu lại để chào. Thôi, hai đứa đi về nhà nha.
Mẹ đi đây. Dạ con chào cô. Cô bé thật dễ thương, mẹ đi nhé. Thôi đi siêu lì. Ơi, tới nhà mình rồi kìa. Siêu lì, bọn ta đã tìm được tọa độ định vị của cha con. Tọa độ đó được cất giữ ở trong này. Vậy con mau đưa cho con liền đi. Sao được, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy. Siêu lì à, ta cũng rất muốn đưa cái này cho con. Nhưng mà mình cứ thực hiện đúng giao kèo đi nha. Con tìm cho ta nhược điểm của gia đình nông dân siêu phàm. Còn bọn ta, sau khi có điều đó, bọn ta sẽ giao phong bì có tọa độ này cho con trong vòng một nốt nhạc. Dạ, con sẽ làm được. Mình là người trong gia đình mà. Con không tin cậu, còn tin ai nữa. Dạ. Tránh ra. Con tưởng con chạy thoát được ta hả bà buồn? Tha quá rồi. Quậy tanh bành cái nông trại luôn. Chuyến này về ta dắt hết sữa của con cho con bỏ thật nha. Nha. Ủa, chấm chấm. Siêu lì, đây là ba ba bự. Ông ơi, có một sức mạnh siêu phàm luôn á. Dạ con chào chú. Con là siêu lì, bạn học mới của chấp chấp. Dạ con đây là bà Mu, cung cấp sữa cho nông chạy cun của mình á. Chào con, dẫn bạn vô nhà chơi đi con. Để ba nhốt cái con quậy rồi lại. Nó quậy quá rồi. Thôi siêu lì, đi vô nhà mình. Ừ. Nè nè, mình biết là mấy bạn cần gấp, nhưng mà hoa này mình dùng để tặng chị siêu lì mà, không có cho mấy bạn được đâu nha. Thôi được rồi, mình dùng như đây đủ rồi, còn lại cho mấy bạn hết đó. Ủa mà hôm nay bạn đi đâu mà chạy trước ghê thế? Sao? Bạn nói bạn chuẩn bị mở show ca nhạc hả? Rồi rồi, nhất định bữa đó tao sẽ đến coi nha. Ok. Tao tốt biết nói chuyện với động vật đó. Mình đừng có ngạc nhiên. Gia đình bạn đặc biệt quá ha. Tám tuốt. À, chị siêu lời. Nè nè chị, đây là những bông hoa em hái trong vườn nhà em đó. Tặng chị nè. Chào mừng chị đến thăm nông trại cun vui vẻ nha. Hoa đẹp ha. Nhưng mà chị nghĩ á, nếu mà em hái hoa như vậy thì hoa sẽ bị héo á. Thật vậy hả chị? Ừ. Nè, mẹ nghĩ là chúng ta nên tìm một lọ hoa, chúng ta cắm hoa vào đó. Có như vậy thì hoa sẽ tươi suốt cả ngày. Dạ. Còn bây giờ chúng ta hãy mời siêu lì vào nhà ăn cơm đi. Yeah. Dạ. Đi vô đi lì. Đi các con. Đi thôi chị. Ta nghề nấu ăn của ba Ma là tuyệt nhất. Ba ăn không biết no là gì luôn. Ba ăn sắp vỡ cả bụng mà vẫn chưa no sao? Ba còn ăn được một bữa ngon như vậy nữa. Ba của con là vậy đó, cứ ăn no xong lại nấc cục à. Cô ơi, cô đang xem gì vậy cô? Cô cảm thấy là cái đĩa rau á, bữa nay cái màu sắc nó không được đẹp, không giống như mọi ngày. Con thấy nó vẫn tươi ngon mà mẹ. Đâu có. Mẹ nghĩ với cái màu sắc này á hả, mẹ đã nấu ở nhiệt độ quá cao, mẹ đã để thời gian quá lâu thì phải. Có sao đâu, Mama đã suy nghĩ quá tỉ mỉ rồi. Màu sắc như thế nào thì cho vào bụng vẫn ngon lành hết mà. Không đâu, nếu mà nấu lâu như vậy hả, những vitamin và khoáng chất trong rau sẽ mất hết, uổng phí lắm.
thì chúng ta ăn nhiều hơn chút là được rồi, phải không? Mama của mình là vậy á. Giờ nhiều con sinh nghề phức tạp lắm lên luôn á. Đó không phải là chuyện phức tạp gì, đó gọi là nghệ thuật nấu nướng đó. con biết nè. Là vì nhận vitamin và dưỡng chất trong rau củ quả rất dễ bị bay hơi ở nhiệt độ cao, nên khi chế biến tốt nhất chúng ta nên dùng ở trạng thái nguyên tươi, như là cái mớp salad nè, rau củ hấp nè. Ai chà chà, có vẻ như chúng ta đang nói về đề tài sở trường của Tám Túc nhà mình phải không ta? À mà mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái món xà lách cà chua mà hôm trước mẹ làm cho tụi con không mẹ? Trời ơi, cái món đó rất nhiều vitamin C. Người ta còn nói á, lượng vitamin C trong cà chua có thể cung cấp một nửa lượng vitamin C trong cơ thể chúng ta mỗi ngày đó mẹ. Đúng rồi ha, những trái cà chua hôm đó là lượt thu hoạch đầu tiên của nông trại chúng ta trong năm nay đó. À, cà chua bi á cũng rất ngon đó chị Siêu Lì. Cà chua bi? Có phải là loại cà chua cho trái nhỏ như thế này không? Đúng rồi đó chị. À, chúng tuy nhỏ nhưng mùi vị cũng hấp dẫn không kém gì cà chua to đâu chị. Ồ, thú vị quá ha. Chị chỉ xem hình ảnh của chúng trong sách vở, chứ chị chưa từng gặp ngoài đời bao giờ hết á. Vậy hả? Vậy thì lát nữa em sẽ đưa chị đến xem vườn cà chua bi của em. Nếu chị thích cây nào á, em sẽ tặng chị cây đó về nhà trồng ở cửa sổ luôn. Thôi được rồi, chiều nay chúng ta sẽ ra thăm thú những loại rau củ quả nha. Cô cá chắc là Siêu Lì sẽ rất thích đó. Dạ, con thích nhất là môn học sinh vật, vì con rất yêu thiên nhiên cây cỏ và con rất là muốn bảo vệ trái đất nữa. Wow, tuyệt vời. Chúng ta cứ luôn lo lắng rằng các bạn nhỏ bây giờ đều thích với cuộc sống tiện nghi hiện đại mà quên mất chuyện bảo vệ môi trường rồi. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giúp cho mẹ dọn dẹp, và sau đó là gia đình chúng ta sẽ cùng đi thăm nông trại nha. Dạ, để con. Có con đây á, dọn dẹp một xíu là xong thôi. Nè, chớp chớp. Trời ơi, con đã lấy nhầm cái đĩa mà mẹ chuẩn bị gọt trái cây cho cả nhà ăn rồi. Ủa? Thôi, anh chớp chớp á, làm cái gì cũng nhanh đấy. Nhưng toàn là vụng về hậu đậu thôi. Còn hơn em, nói trước nói sau, nói mà quên mất mình đang nói cái gì. Lư lư lư. Hay lắm, mình đã ghi âm được tất cả. Không ngờ nhiệm vụ này lại đơn giản và dễ tới thế. Cái này là bọn họ tự khai nha, mình không cần phải điều tra luôn á. Yes. Siêu Lì. Hả? Mà làm gì đứng ở đây vậy? Vô ăn trái cây chén miệng đi. Ờ, vô ăn. Nhiều vậy? Sao mà dài quá vậy? Ủa sao quá trời thông tin vậy? Đọc coi nó viết cái gì? Đây, 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 đọc, đây, đọc, đây, đây, đây. Ba ba bữa ăn rất khỏe, nhưng hai đứa có cục mà bè nấu ăn kỹ lưỡng. Tam thuốc thích cây cà chua, chớp chớp, nhanh nhẩu như dụng về. Tiến sĩ, nó gửi bài hát hả? Không có, ta đọc thành bài hát á. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Đây có phải là email của Siêu Lì không? Con kỹ coi. Kỹ coi. Đúng là của Siêu Lì mà. Có khi nào đây chính là những điều bất ngờ của gia đình nông dân Siêu Phạm không? Nói rõ hơn coi. Bất ngờ? Bất ngờ chỗ nào? Điểm yếu của bọn nông dân Siêu Phạm chính là những điều ngớ ngẩn nhất, nhưng chúng ta lại bỏ qua luôn. Mà cái đó chính là trọng hiểm. Bớt nói lại Bụi, nói không hiểu gì hết trơn đó Bụi à. Tiến sĩ, bây giờ ông gọi cho con bé, con là sao? Đúng rồi, đúng rồi, phải gọi. Cái cậu nhận được email của con chưa? Có phải cái này không? Con gửi cái gì cho Siêu Lì? Đọc không hiểu cái gì hết. Cái gì mà nứt cục, cà chua, cà pháo, làm sao? Thì đó là những thông tin mà con thu thập được từ gia đình nông dân Sư Phạm đó. Ủa không lẽ giờ con muốn mấy cậu đây nấu đồ ăn hớt ngon cho ba ba bự ăn, cái ông bị nứt cục, cái ông không chiến đấu được? Hay là muốn mấy cậu phá nguyên cái vườn cà chua của con bé kia đến nỗi nó tức quá, bây giờ tay đầu hàng. À. Ừ.
cái đó thì con chưa có tính tới. Nhiệm vụ của con á là chỉ thu thập thông tin thôi. Còn xử lý thông tin á là việc của mấy cậu, con không có liên quan. Ok. Mà hình như á, trong nông trại này có bí mật gì hay sao á. Có khi nhờ cái nông trại này nè mà tạo cho họ nên cái siêu năng lực như vậy á. Ừ, con bé nói có lý à. Nếu như đám người gia đình nông dân siêu phàm không có điểm gì đặc biệt thì điểm yếu có lẽ là ở nông trại Cun Vui Vẻ. Nếu vậy thì cháu gái của ta, cháu còn nhớ ta có đưa cho cháu một thiết bị trước khi cháu rời khỏi căn cứ không hả? Siêu Ly, vậy con hãy ở lại nông trại đó lâu hơn đi, vì ta cũng muốn nghiên cứu các loài thực vật ở nông trại. Cậu cứ yên tâm, đó là sở trường của con mà. Các em yên tâm nha, ta chỉ chụp hình các em thôi. Con gái, con có thể thu nó lại được rồi. Giỏi lắm con gái. Tức quá đi, tức quá đi. Làm sao đây? Làm sao đây diệt cái gia đình nông dân siêu phàm ở đây? Làm sao đây? Dạ. Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Cun, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Cun túi Ecolin, nhận ngay túi bút Cun. 6 thẻ bài Cun đổi một quạt cầm tay siêu Cun. Có bóng phản quang Cun, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Cun trong các góc sữa Cun túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Cun. Có giày batin siêu Cun, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày batin siêu Cun. Giời. Có ba lô hoodie Cun, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cun trong các lốc sữa Cun túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cun. Siêu may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad trên chiếc, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cun trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. Chạy nè, chạy rồi. Dừng lại. Hey, dừng lại. Bạn muốn là ai? Từ đó. Bạn muốn làm chi trong tương lai? Hãy đến nơi với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chi cho dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại đâu là mình cứ theo ước mơ. Không mang gì ta hay là game mơ. Giờ làm cẩn thận con, giờ từ đây con vô bước xuống. Mày đi, mày vô đi, mày. Chỉ cần